Qua bán con Emily nha nè. Mấy con bán dẫn nè. Vô đây, chờ chờ con xíu. Đây có kẹp lo dàn sen nè, chút xíu mình ra ngoài mình quay cho anh em nha. Bát 40, 30 40 gì đó. Anh em chơi coi giùm nha. Đây này. Mấy con này đề nông Nhật nhưng mà nó xuất nước là điện 22 hết luôn nha. Chơi được con nào chơi. Con này cái hiệu gì lạ quá luôn này. 3000 nè. Anh em cần thì cứ chụp màn hình lại nha, lên Google thêm nha. Đây mình dọn đồ dưới ra cho nó rộng rồi mình sẽ quay luôn. Đây đề nông nè. Con này đầu câm nha, đầu câm mất hiệu như Toshiba nha anh em. Đây có tem mà mất rồi. Còn cái số này 630 nha. Lâu bút của Đức 5510 Bioner Bioner SX 212 nha. 1140. Con này Seawood của Mỹ rồi nè. Rồi con này con gì là quét đang không biết luôn.